Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay chân SIM, chân thẻ nhớ của điện thoại Samsung Grand Duo Y9082 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến chân SIM, chân thẻ nhớ của điện thoại Samsung Grand Duo Y9082, quý khách hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được thay chân SIM mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 75 099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ cũng như giá sửa chữa điện thoại Samsung Grand Duo Y9082 chính hãng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.